Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng máy cắt cầm tay, máy mài cầm tay một cách an toàn, hiệu quả nhất. Đối với những người mà làm quen trong nghề thì các bạn thấy nó bình thường quá, nhưng đối với những người mà ít xài tới máy cắt cầm tay hoặc máy mài, hoặc những người chưa bao giờ xài tới, thì nó thực sự là thấy thì nó rẻ nhưng mà nó là rất nguy hiểm. Thì để sử dụng máy cắt cầm tay á, nếu mà chúng ta mà không xài cái mặt nạ để mà nó chia cái bảo vệ cái phần lưới á, thì đa số tôi thấy các bạn là tháo bỏ hay không, bởi vì nó lắp vào thì xài nó bất tiện, nó vướng. Thì các bạn chú ý, đối với đá cắt các bạn để ý có hai loại lỗ đá. Cái loại ví dụ như đá cắt gạch này thì cái lỗ nó bự á, các bạn lắp vào đây này nó sẽ lỏng, nó lắc tới lắc lui à. Nếu mà nó có quân lông đèn á thì chúng ta chèn nó vào, chúng ta phải chèn nó vào cho nó ly tâm thì chúng ta mới xiết nó lại, xiết nó lại. Còn nếu chúng ta mà không có cái lông đèn á thì chúng ta tháo cái vòng trong này ra, chúng ta lần ngược lại, sau đó chúng ta bỏ bên đá cắt gạch vào, chúng ta để cho ngay, để sau đó chúng ta sẽ xiết nó lại. Đây, các bạn bấm cái nút cài, các bạn xiết nó lại. Còn đối với đá cắt thông thường, đá cắt thông thường là đá này, thì các bạn thường thường các bạn nó sẽ làm cái lỗ đá nó nhũa rồi, các bạn cho nó vào là nó ly tâm luôn, nó không có lắc. Các bạn xiết đá lại, đá thì chúng ta xiết úp mặt rồi, úp mặt cái này rồi. Thì các bạn cắt á, trong các trường hợp á, các bạn lưu ý là các bạn nên cắt cái mặt đá bên tay trái này, các bạn nên ngửa cái máy lên trời, thì cái mặt đá bên tay trái á sẽ tiếp xúc với cái vật cần cắt, thì như vậy thì là cái chiều của nó thì nó phải hơn. Rồi nếu các bạn mà cắt mà ngược xuống thế này này cũng được thôi, nhưng mà trong một số trường hợp nó dễ bị vấp máy và nó văng. Nếu mà chúng ta mà cắt những cái vật trên cao á, chúng ta đưa máy lên thì chúng ta cũng phải cắt theo đúng chiều của nó, có nghĩa là cái ngửa mặt máy lên trời, thì cái mặt đá bên trái á là chúng ta cho tiếp xúc với vật cần cắt. Chứ nếu các bạn mà cắt ngược lại thì nó rất nguy hiểm. Mà cái khi mà nó đã không có mặt nạ máy chia rồi á, các bạn lưu ý là các bạn nên nía để check cái máy sang một bên so với cái đầu của mình, để phòng cái trường hợp là viên đá nó tự động, nói chung là nó sẽ có cái trường hợp nó tự vỡ, nhưng mà cái xác suất là rất ít, thì nó có văng, nó văng ra ngoài. Chúng ta không để nó chơi trực diện với cái máy vô người mình nha, bạn phải đến nghĩa sang một bên, hiểu không? Tôi sẽ cắt cho bạn xem ạ. Mới cắt xong á. Các bạn lưu ý là cái khi mà các bạn cắt đá vào đá xuống á, các bạn phải để cho cái máy nó thẳng thôi để cắt nha, các bạn không được lắc co lắc lại. Nếu các bạn mà cắt, các bạn chỉ cần lắc một cái thôi là nó gãy bánh đá, nó văng là rất nguy hiểm, có những người đã bị thương tích rất nặng, cho nên các bạn cần phải lưu ý điều đó. Rồi, tôi chỉ chia sẻ cho những người chưa biết. Và những người mà mới vào học nghề á thì chắc chắn các bạn sẽ chưa biết đâu. Chứ còn những người biết rồi thì các bạn có thể gọi là các bạn thừa biết à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu thấy hay thì có thể chia sẻ.
và nhớ xem các video khác giùm tôi. Tôi sẽ đăng các video khác lên cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều.